Tiếp tục với phần 2 trong cái tour Tà Đùng, lòng trên cạn của Tây Nguyên. Thì cái video này sẽ rất là ngắn, mình đang định cũng sẽ không không chia ra đâu, nhưng mà muốn chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình khi mình ở trong cái homestay bọn mình đã đặt, đó là 68 Tà Đùng, homestay 68 Tà Đùng. Thì cái khu homestay này nó nằm biệt lập trên một cái gọi là giống như kiểu trên một cái cao nguyên, trên một cái đồn điền cà phê. Nó rất là biệt lập, nó tách biệt hoàn toàn với cái khu sầm uất ở dưới chỗ nhà chú Đông hay là Tà Đùng Top View. Thì bọn mình đã đặt trước cái phòng này. Đây là một cái khu mà gồm có hai căn. Và một trong hai căn này là căn mà bọn mình trong cái hướng bọn mình đi tới là căn bên phải. Với cái giá là 1 triệu 500 ngàn cho một cái thời gian từ chiều hôm nay cho đến trưa 12 giờ ngày mai bọn mình trả phòng. Và bọn mình có đặt thêm đồ ăn nữa. Nói chung về mặt về chuẩn bị đồ ăn là thấy người ta chuẩn bị cũng khá là nhiều. Hiện tại thì bây giờ thì là 19 giờ 47 phút, tối mù luôn, xung quanh chẳng thấy cái gì hết. Chưa thấy đẹp ở chỗ nào cả, chắc là phải đến sáng mai mới biết được. Đây có hai căn, thì bọn mình thuê một căn. Anh Giai ơi, cho em hỏi cái sáng mai có mây không? Mây có, sương mù nhiều lắm em. Ở đây á anh. Mấy giờ anh? Tầm 5 giờ rưỡi là đẹp. 5 giờ rưỡi là có mây. 5 giờ rưỡi ở dưới chân núi á, nó có một đám mây rất là đẹp. Ở dưới này á? Từ từ nó bay lên. À dạ. Tầm 6 giờ á là nó phủ kín. Em hiểu không? Kín lên trước mặt mình nha. Có nghĩa là em không thấy cái gì luôn. 6 giờ là nó phủ kín luôn. Mà em dậy sớm á, từ 5 giờ cho đến 5 giờ rưỡi á là nó gom mây lại, nó gom sương lại. Là em thấy chỗ nào cũng thấy hết, chỉ có thấy ở chân núi là không thấy thôi. Ờ, rồi anh. Đấy, 6 giờ là sương mịt mùng là em không thấy gì hết. Rồi, đồ ăn đã tới. Ok em. Thì khi mà người ta mang đồ ăn tới á, thì bọn mình cũng có yêu cầu, có nghĩa là bọn mình có đưa ra yêu cầu là nhờ người ta phụ bọn mình cái chuyện là set up bàn ăn này, ghế này, rồi những cái món mà cần phải nấu nóng á, nhờ người ta đưa nước lẩu vào nồi rồi nhóm lò các thứ á. Nhưng mà bên phục vụ người ta nói rằng là ở đây là tự phục vụ. Ồ, nếu mà tất cả mọi người đều được tiếp đãi như thế, tự phục vụ thì ok, cái vấn đề này mình không nói. À, ví dụ như bọn mình đến thì cái giữa hai cái căn hôm này này, nó có một cái sàn gọi là cái kiểu như các bạn thấy như là tiệc BBQ ở ngoài trời ấy, có mái che. Thì bọn mình phải tự đi khiêng bàn này. Ghế thì có 6 cái ghế, nhưng mà mỗi cái một kiểu, cái ghế nhựa, cái ghế gỗ, cái ghế sắt, độ cao khác nhau, rất là khó chịu ngồi ấy. Thứ nhất là, thứ hai là cái bàn thì có một cái bàn khoảng bằng cái lồng bàn mà các bạn hay úp đồ ăn ở nhà, nó rất là nhỏ. Nói chung là với 5 người thì bày đồ ăn đến đó không có đủ. Cho nên mình phải khiêng một cái bàn từ dưới nhà, từ dưới cái phòng phòng mà bọn mình đặt á, nó cũng khá là nặng. 3 người khiêng cũng lặc đặc. Một cái bàn gấp khiêng lên trên cái sàn nó để bày đồ ăn. Đó. Thì thấy như rằng là nếu như thực sự ra là cái việc mà tự phục vụ như vậy thì cũng ok, bọn mình tự làm được. Nhưng nếu mà cái chỗ này mà nó có cái kiểu như là người ta giúp mình một chút xíu á, thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Tại vì nó khá là nhiều. Đối với một cái nhóm mà có cả anh trai anh gái, chỉ có mấy ông con trai thì nó cũng hơi cực một xíu. Nhưng mà thôi, không được thì cũng không sao, nếu như thực sự đó là tất cả mọi người. Nhưng mà vấn đề mà mình muốn nói, mình có ghi trong tiêu đề của video này là lần đầu tiên làm chuyện ấy trên sofa. Thì chuyện đấy là chuyện gì? Chuyện đấy là chuyện mà khi bọn mình đi ngủ thì nó mới là vấn đề. Thì đây là một trong hai cái căn, nói chung là về cơ sở vật chất nhìn bề ngoài thấy cũng khá là đẹp. Buổi tối tới thì không thấy nha, nhưng mà cái video này mình quay rất là nhiều cái cảnh buổi sáng, buổi ngày để mình lồng vào, mình chia sẻ với các bạn. Thì khi mà bọn mình chuẩn bị đi ngủ á, nói chung là cũng khoảng tầm 9 giờ gì đó, 9 giờ 10 giờ gì đó, thì bọn mình chuẩn bị đi ngủ. Thì trời nó mưa rất là to và vấn đề của nó đã xảy ra ở đây. Một căn hôm đưa ra cho khách thuê với giá 1 triệu 500 ngàn. Và bọn mình đã chuyển khoản tất cả mọi thứ nhá, từ trước rồi, cả tiền ăn các thứ nữa rồi. Thì lên đây khi mà người ta đưa đồ ăn đến thì cái phần còn lại thì bọn mình thanh toán. Nhưng mà các bạn thấy không? Một cái hôm 1 triệu rưỡi mà dột. Lúc đầu bọn mình lên á, thì bên hôm người ta mới mở cửa ra, người ta quét nhà.
ngoài cái chuyện mà nước ở trong nhà rất là nhiều, nhà rất là dơ, mà nó còn cả có cả cái con gì mà người ta nói là con chàng hiu á, người ta có giải thích là trời, do trời ở đây khí hậu là ẩm thấp á, cho nên nó chui vào nhà. Ok, chấp nhận luôn. Nhưng mà khách đã đặt trước một ngày rồi, gần một ngày rồi, mà người ta biết thời gian khách tới, mà đến khi khách lên rồi người ta mới đi quét nhà, người ta đi lau nhà và người ta mới đi chuẩn bị những cái thứ gọi là cơ bản có thể chọn dọn trước được, thì mình thấy như thế là không chu đáo. Và cái chuyện đây, chuyện đầu tiên mình làm đây, nhà thì dột, cái phòng kia không thể ngủ được, cho nên là bọn mình phải ra ngoài sàn này mình ngủ. Cái sofa này bọn mình tách ra ném xuống sàn để cho bạn mình ngủ ở dưới đó, còn mình thì ngủ trên sofa. Các bạn thấy có tệ không? Các bạn bỏ ra tiền, các bạn thuê một cái phòng có thể nói là ngon, 1.500.000, mà các bạn đi xuống dưới chỗ Tà Đùng á, các bạn thuê dưới chỗ Tà Đùng Top View hay chỗ nhà chú Đông đó, cái khu mà gọi là sầm uất nhất của Tà Đùng này này, các bạn thuê nhà nghỉ thôi cũng được, cái view rất là đẹp luôn, ở dưới đó có rất là nhiều cái nhà nghỉ, mình nhìn thấy cái view nó rất là đẹp. Mà thuê ở đây đấy, nhận lại như thế. Ok, nếu như thực sự mà các bạn đã bỏ ra cái giá tiền như thế, các bạn có thể hưởng được cái điều tốt hơn đúng không? Trong khi đó người ta đã đưa cái này ra để làm dịch vụ thuê cho khách du lịch, mà bù lại lại nhận được cái sự dịch vụ không có gì là ưng ý cả. Mình rất là buồn về chuyện này. Mình không dám nói ra thì vì sợ cái bạn đi cùng với đoàn mình ấy, bạn đó là người đặt phòng mà, sợ bạn buồn. Nhưng thực tế trong lòng mình là mình không vui chút nào cả, và mình cũng không ý bóc phốt cái chỗ này hay là chê bai gì cả, nhưng thực sự ra là nó không tốt một chút chút nào cả. Các bạn cứ tưởng tượng đi, các bạn đi một cái hành trình rất là dài, từ nơi bọn mình xuất phát lên đến đây là 255 km đó. Mình đã chia sẻ ở phần 1 đi nó cực như thế nào đó. Bọn mình đã nghĩ đến cái việc là lên sẽ được nghỉ, được ăn, rồi chắc chắn là sẽ có một giấc ngủ rất là ngon. Nhưng thực tế là mà giấc ngủ của mình không hề ngon một chút nào cả, mặc dù nó rất là ấm các bạn nhé. Nhưng mà sẽ nằm ở trên giường thì nó tốt hơn so với nằm ở sofa đúng không? Các bạn bỏ tiền, các bạn thuê dịch vụ để đi du lịch mà các bạn phải ngủ ở ngoài sàn nhà, các bạn phải ngủ trên ghế sofa. Đó là một điều cực kỳ tệ, và đây là một trong những lần trải nghiệm tệ nhất mà mình đã từng gặp phải trong quá trình mình đi du lịch. Thà rằng biết đấy là ngủ lều, biết đấy là ngủ sàn từ đầu đi, ok, đằng này lên đến khi đi ngủ nói là điều bất ngờ. Và qua cái chia sẻ của mình thì mình hy vọng rằng là sẽ không có một bạn nào phải nhận về cái sự đối đãi khá tệ như thế này. Và mình cũng hy vọng rằng là nếu như bên cái khu home này người ta xem được cái chia sẻ của mình á, thì người ta sẽ khắc phục điều này nhé. Rất là dễ thôi, chống thống, chống dột. Đấy, chuẩn bị cơ sở vật chất thật tốt để phục vụ cho khách du lịch. Nếu như bọn mình đi mà mình thấy vui á, bọn mình giới thiệu thì lần sau khách còn tới nữa. Đó là cái điều mà mình cảm nhận được. Hy vọng rằng là mình sẽ không phải gặp lại cái điều này một lần nữa. Và nhắc thêm một lần nữa trước khi kết thúc cái video này, thì những gì mà mình chia sẻ ở đây chỉ nói về một trong hai cái căn nhà ở cái khu home này mà thôi. Cái căn bên phải nha, mình cái căn bên trái thì mình không biết. Và những cái căn khác hoặc là những cái khu dịch vụ khác trong cái khu này nó như thế nào thì mình không nói, mình không biết nhá. Đó, chỉ có việc nói về cái khu nhà, cái căn nhà này mà thôi. Và thực sự rằng là nó không tốt một chút nào cả. Hy vọng rằng là bên dịch vụ này người ta sẽ khắc phục sớm để đón những đoàn khách tiếp theo.